Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Du Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món bắp bò ngâm mắm. Ngon lắm luôn nha. Các bạn cùng vào bếp với mình nha. Món này cũng dễ lắm luôn đó các bạn. Đây cũng là một món ăn truyền thống trong ngày Tết của Việt Nam mình nè. Trước tiên là bắp bò mình sẽ lọc bỏ mấy cái màng mỡ đi nè. Để khi ngâm cho nó đẹp, nước mắm nó không bị nổi váng. Lọc bỏ mấy cái màng mỡ đi. Cái bắp bò này nó rút ghê lắm, nên khi làm mình làm nhiều xíu nha các bạn. Một cái miếng bắp trong như thế này thôi, nhưng mà khi mình luộc rồi thì nó rút lại khoảng chừng một nửa này thôi. Rửa sạch rồi mình lọc bỏ mấy cái màng mỡ xung quanh nha, cho sạch. Cho bắp bò vào nồi cùng với một ít hoa hồi, quế, tiêu, hành tím, hành tây với một ít gia vị nè, một muỗng cà phê muối, một muỗng canh đường với một ít hạt nêm. Rồi mình sẽ cho nước vào, cho nước ngập thịt bò luôn nha, để mình luộc thịt bò nó không bị đen. Mình sẽ luộc cho thịt bò chín mất khoảng chừng 45 phút đó các bạn. Nước sôi rồi thì hớt bọt ra và để lửa nhỏ cho sôi liu riu khoảng chừng 40-45 phút. Các bạn dùng đũa xăm thử, khi mà nó xuyên qua dễ dàng là được, và nó không có chảy cái nước màu hồng hồng ra. Mùi quế hồi thơm lắm luôn. Đây, thịt bò đã chín rồi nè. Mình sẽ vớt ra và ngâm vào nước đá. Cái món bắp bò ngâm mắm này làm đơn giản nhưng mà ăn rất là ngon. Thịt bò nó không có bị quá dai mà nó ngấm nước mắm rất là đậm đà, thơm thoang thoảng mùi hồi quế rất là ngon luôn. Mình ngâm khoảng 10-15 phút cho thịt bò nguội nha, rồi vớt ra để cho ráo nước. Bây giờ mình sẽ làm nước mắm, cho hoa hồi với tiêu lên chảo và mình rang cho nó thơm, rang chút xíu cho nó thơm để mình nấu nước mắm nó được thơm hơn. Thịt bò mình để đây cho nó ráo nước nha. Tùy lượng thịt bò và hũ đựng mà các bạn canh nước mắm nha. Ở đây mình sẽ nấu khoảng chừng nửa lít nước mắm. Mình dùng 100g đường nè, 300ml nước mắm, 200ml nước lọc và khoảng 150ml giấm. Khuấy đều lên cho đường tan. Rồi mình sẽ nấu cái nước mắm này cho nó sôi lên. Mình sẽ được khoảng chừng nửa lít nước mắm để ngâm. Mình để nước mắm sôi khoảng 2-3 phút nha. Sôi rồi thì mình để lửa nhỏ nha các bạn, để nước mắm nó không bị trào. Các bạn nhớ hớt bọt ra nha. Mình để nước mắm sôi khoảng 2-3 phút nha. Rồi thả hoa hồi với quế vào đây và tắt bếp để cho nước mắm nó nguội. Cho tiêu khô vào đây luôn. Hũ thủy tinh để ngâm thì mình rửa sạch, tráng nước sôi và lau khô nha. Hũ sạch và khô thì khi mình ngâm sẽ để được lâu hơn, không có bị hư. Mình để lại một ít nước mắm để mình chần sơ gừng tỏi nha. Tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị một ít gừng, gừng cắt sợi, tỏi mình sẽ cắt lát ra. Mở bếp cho nó sôi lên lại nè. Rồi mình cho tiêu xanh, ớt, gừng, tỏi, trộn sơ và tắt bếp đi. Vớt ra liền luôn nha. Cho cả thịt bò vào lăn qua nước mắm luôn. Rồi mình để nguội nha. Khi tất cả đã nguội hoàn toàn rồi thì mình sẽ cho vào nước mắm và ngâm. Chỉ cần ngâm khoảng chừng 2-3 ngày là có thể dùng được rồi. Và dùng được rất là lâu. Các bạn nhớ chèn để thịt bò ngập trong nước mắm nha. Nếu mà thích ăn cay thì các bạn cắt ớt ra thành lát. Không thì mình để nguyên trái như thế này. Nước mắm rất là thơm luôn. Mùi hồi quế nè, rất là thơm. Rồi đậy nắp lại và mình sẽ ngâm khoảng 3 ngày nha.
Rồi như vậy là mình đã có món bắp bò ngâm nước mắm rồi đây. Nước mắm trong veo luôn, rất là thơm. Sẽ gấp thịt bò đây cho các bạn xem. Phần gân nó mềm, nó trong suốt luôn nè. Các bạn xem một cái miếng bắp to mà khi mình làm xong nó chỉ còn có bao nhiêu đây thôi. Rút ghê chưa? Cắt mỏng ra là mình có thể thưởng thức được rồi. Ngấm nước mắm rất là đậm đà, rất là thơm. Món này rất là tiện nè. Có thể dùng với cơm hoặc là cuốn bánh tráng nè. Hoặc là làm mồi nhắm cũng rất là ngon luôn. Nhìn hấp dẫn chưa? Tết này các bạn nhớ trổ tài làm món bắp bò ngâm mắm này nha. Đơn giản nhưng mà rất là ngon và tiện lợi nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha. Chỉ cần ngâm khoảng chừng 2 đến 3 ngày là có thể dùng được rồi. Và dùng được rất là lâu. Nếu mà các bạn khử trùng kỹ, bảo quản tốt thì mình có thể dùng được rất là lâu. Mình có thể để được khoảng 2-3 tuần luôn á. Và nước mắm vẫn trong, thơm, rất là ngon. Mình có thể làm một lần và để ăn dần rất là tiện lợi. Có thể dùng kèm với cơm hoặc là cuốn bánh tráng nè. Hoặc là làm mồi nhắm. Đều rất là ngon.